em nói chia tay. Dù lúc tôi đang yêu em đang say, và thế rồi em mất tâm hơi, mà xác tôi nay này lòng chơi vơi. Hết hôm nay em nhắn cho tôi, rồi nói em đang mong thương như tôi. Thế quái nào em không để tôi yên, trái tim tôi nào phải không yên. Thật ra tôi nghe nói xa xăm, bên ai em sống không vui, nên em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi, tôi mong em mãi cô đơn và sống được trong trăm năm. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn, nhớ người trôi năm cùng con. Thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Bao nhiêu nhớ thương về em, từ đâu khi chia cách hai nơi, chỉ sắp 3 tháng thôi đã quên sạch rồi em ơi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn, nhớ người trôi năm mồ côi. Thế nhưng ngày có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thế nên người hãy nhớ dùng, có không giữ thì mất đường đi. Tốt hơn là khi chia tay, đừng có buồn, đừng mong, đừng tiếc nuối. Chính những lời nói chia tay là em chọn, là em chẳng phải tôi. Tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thế nên người hãy nhớ dù có không giữ thì mất đường đi. Có không giữ thì mất đường đi. Có không giữ thì mất đường đi. Một tràng pháo tay thật lớn các bạn, cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.